đội tuyển Việt Nam ngày càng có sức hút với huấn luyện viên ngoại đẳng cấp. Chính việc đội tuyển Việt Nam có được thành tích ấn tượng tại châu Á trong 5 năm qua giúp VFF dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm ứng viên thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, công khai việc không gia hạn hợp đồng với VFF, hàng loạt ứng viên chất lượng đã nộp đơn xin ứng cử vào chiếc ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam. Theo tìm hiểu của VTC News, có 4 bản lý lịch được gửi đến VFF. Có thể kể đến huấn luyện viên Dragan Skosic, người từng dẫn dắt đội tuyển Iran giành vé dự FIFA World Cup 2022. Huấn luyện viên Robert Brozinski từng có thời gian làm trợ lý tại đội tuyển Croatia và dẫn dắt đội tuyển Bosnia-Herzegovina. Huấn luyện viên Bojida Bandovic có 2 lần giành chức vô địch Thai League, còn ông Slaven Seljacic lại có kinh nghiệm làm việc nhiều năm ở các cấp độ đội tuyển trẻ của Đức. Trong số những cái tên nói trên, huấn luyện viên Dragan Skosic để lại nhiều ấn tượng. Ông Skosic đến Iran vào năm 2013 và bắt đầu dẫn dắt câu lạc bộ Malavan và một số đội bóng khác. Chiến lược gia này thể hiện được năng lực của mình và lọt vào mắt xanh của FFIRI. Huấn luyện viên này có tỷ lệ chiến thắng đến hơn 80% khi dẫn dắt đội tuyển Iran với không ít những ngôi sao có cái tôi lớn. Cựu danh thủ Robert Brozinski được xem là một trong những tiền vệ trung tâm tài năng nhất mà bóng đá nam tư, cũ, từng sản sinh. Ông từng chơi cho những đội bóng lớn nhất thế giới như Real Madrid hay Barcelona sau khi vô địch cúp C1 châu Âu vào năm 1991. Ông Brozinski là học trò cũ của huấn luyện viên Petrovic, người đang dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa tại V-League. Trong những lần trả lời phỏng vấn VTC News trước đây, ông Petrovic đều nhắc đến Robert Brozinski cùng với Mihailovic hay Davor Šuker là những học trò xuất sắc nhất của mình. Brozinski ít nhiều cũng để lại dấu ấn nhất định với nghiệp cầm quân khi ông từng giúp Bosnia-Herzegovina thi đấu khá thành công và giành quyền lên chơi hạng A Nations League 2020-2021. Ông cũng từng giúp đội bóng cũ Red Star Belgrad vô địch cúp quốc gia Serbia trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Bóng đá Việt Nam không thiếu cầu thủ tài năng và cho thấy nhiều điểm mạnh về tinh thần. Đây là chất liệu tuyệt vời cho các huấn luyện viên có thể xây dựng một đội bóng tốt. Đặc biệt, triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo ghi dấu nhiều thành công ở cấp độ châu lục. U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019 hay lọt vào vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Điều này giúp cho giá trị của đội tuyển Việt Nam tăng lên và hấp dẫn các huấn luyện viên ngoại có lý lịch đẹp hơn. Từ đây, việc tìm kiếm ứng viên cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam trở nên dễ dàng hơn. VFF cũng đặt ra tiêu chí khắt khe cho ứng viên ngồi vào ghế nóng ở đội tuyển Việt Nam.